Cựu Tổng thống Mỹ Obama góp mặt trong loạt phim tài liệu trên Netflix. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết loạt phim tài liệu Working, What We Do On Day được xây dựng từ những buổi trò chuyện giữa ông với những người lao động Mỹ trong các ngành nghề khác nhau. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp trở lại màn ảnh nhỏ trong tháng 5 tới khi góp mặt trong loạt phim tài liệu mang tên Working, What We Do On Day, tạm dịch, làm việc, chúng ta làm gì cả ngày, do Netflix sản xuất. Đoạn giới thiệu tóm tắt, trailer, được phát hành hôm ngày 27 tháng. Từ hé lộ nội dung của bộ phim xoay quanh chủ đề vai trò của công việc trong cuộc sống người dân xứ cờ hoa. Chia sẻ lại trailer loạt phim trên trang mạng xã hội Twitter, ông Obama đính kèm dòng trạng thái bày tỏ sự hào hứng, cho biết loạt phim tài liệu này được xây dựng từ những buổi trò chuyện giữa ông với những người lao động Mỹ trong các ngành nghề khác nhau, từ khách sạn, công nghệ đến chăm sóc gia đình. Qua đó, cung cấp cho khán giả cái nhìn rõ hơn về công việc của họ và hy vọng cho tương lai. Trong loạt phim, cựu Tổng thống Mỹ khai thác các chủ đề nóng như sức hấp dẫn của một số nghề nghiệp, những hệ lụy của sự phát triển trí tuệ nhân tạo, AI và hành trình tìm kiếm ý nghĩa của công việc. Được dẫn dắt bởi giọng nói truyền cảm nổi tiếng của cựu Tổng thống Obama, loạt phim cũng sẽ đi sâu khám phá những cách thức để tìm thấy ý nghĩa trong công việc, để tạo ra sự gắn kết với công việc thông qua những trải nghiệm và khó khăn. Cách tiếp cận của ông được lấy cảm hứng từ cuốn sách Working, Làm việc của nhà văn Stuart Kell, xuất bản năm 1974. Trước đó, công ty sản xuất phim Hero Ground Productions do vợ chồng ông Obama thành lập năm 2018, đã mua lại quyền phân phối bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar 2019, American Factory, Công xưởng Mỹ, một bộ phim cũng nói về văn hóa làm việc tại Mỹ. Lần này, Hero Ground Productions sẽ kết hợp với Concordia Studio để sản xuất loạt phim Working, dự kiến phát sóng ngày 17 tháng 5 trên nền tảng Netflix.